Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú chuồn chuồn rất là to. Hãy cùng tô với mình nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang làm bức tranh bò chú chuồn chuồn rất là đẹp này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo.